không thú vị được. Hình của em đâu? Ồ, hôm nay trình bày cũng khá nhiều nhưng mà nó chưa có được cụ thể rõ ràng. Nó thể hiện. Còn cái hình của bạn đâu? Cái hình của bạn đâu? Có một màu à? Đâu có hình của bạn đâu? Không có hình của bạn á, cái hình vẽ trình bày đâu? Đây hả? Em chữ thôi ạ. Chữ bên này cũng dưới này thôi ạ. Vậy là không được. Chưa đúng blend. Cái hình của em đâu? À đây. Bắt đầu có nhiều màu rồi nhưng mà nó rất là phức tạp. À, cái hình của bạn đâu? Ok chưa? Quy trình nó rất là khá rõ ràng. Còn cái hình của ông này nè đâu? Đây nè, cái này thấy cần không? Cái hình nó như vậy là nó thể hiện là phía bên trong của chúng ta nó vẫn cứ như vậy. Nó đang dơ như vậy á. Ok, mình sẽ có cái hình của em đâu? Nhà máy, nhà xưởng đó. Nhưng mà cứ một màu à, nó không có thú vị. Vâng. Và mình sẽ mời một bạn à. Mời một bạn. Ở đây là bạn nào là A, bạn nào là B? Em là B đúng không? Rồi, mời em L đây. À. Tập trung. Bạn trình bày cho em cái gì? Thì bạn trình bày là bạn đang là làm dịch vụ đây. Bạn đang làm dịch vụ gì? Dịch vụ về xử lý chất thải. Rồi, tiếp tục. Trình bày đi. Dạ. Đây là khách hàng. À. Đây là bên công ty xử lý. Bạn là dịch vụ kết nối giữa cái công ty xử lý với khách hàng. À. Dạ. Mục tiêu của bạn là năm tới sẽ là 1.200 khách hàng. À. Vậy lợi nhuận là 30%. Rồi, ở dưới này là gì? Dưới này là bạn nói những cái mà bạn sử dụng trong cái dịch vụ của bạn đó, những cái sản phẩm đó. À, những cái chất liệu rồi. Chất liệu. Rồi bạn này mới có truyền đạt được cái ý của em chưa? Dạ, bạn truyền đạt được cái ý của em bao nhiêu phần trăm? Dạ, cái em truyền đạt là được con 60%. 60% thì dạ. Bạn cảm giác có vui không? Dạ, em có nhắc vui. Bạn nhìn bạn có hiểu không? Dạ, cũng hiểu. Bạn này là lần đầu tiên gặp bạn hay là... Dạ, lần đầu tiên. Lần đầu tiên gặp dạ. Mà nói chuyện trong vòng chưa được 5 phút mà họ đã hiểu ý được 60% rồi. Là hiểu. Tại sao em hiểu được? Bạn chia sẻ cũng ngắn gọn. Nhờ hình ảnh. Nếu mà trường hợp mà không có hình ảnh này thì bạn có nói được không? Không thể nói được. Dù có nghe nói cũng không thể nói được. Có các bạn? Có mà. Okay, cho bạn nào có thể lớn lên. Rồi. Chỗ này. Chỗ này. Bạn nào là A và bạn nào là B? Rồi, bạn mời bạn lên này. À. Bạn có kinh doanh về gì? Dạ, bạn đó làm kinh doanh về thực phẩm và bạn đang làm chả. Làm chả? Dạ. Cụ thể là bạn làm như thế nào? Bạn nói nghe cái. Dạ, đây là cái nguyên liệu là thịt tươi. À, nguyên liệu là thịt tươi. Dạ, qua đây là quá trình thêm nguyên liệu, ví dụ như tiêu 19. Tiêu 19. Đường. Xả. Đúng. Dạ, và qua đây là xay, bỏ vào cái máy và xay. Dạ. À. Qua đây là có một cái khuôn. Dạ, bỏ thịt từ nguyên liệu vào. Đúng rồi. Cho ra một đòn chả và qua đây là ra một thành phẩm rồi và qua đây là hấp. Và cái này là gì? Khách hàng, chữ khách hàng này. Khách hàng này, đúng không? Chữ gì nữa? Rồi, nhưng mà quy trình của bạn Quy trình là hiểu. Các bạn thấy là bạn bao giờ bạn biết làm chả chưa? Chưa. Quen bạn kia lao chưa? Quan lâu nhưng mà để tìm hiểu về cả một công quỹ qua quy trình như thế thì anh không hỏi được. Mới vừa hỏi thôi. Mà thấy bạn trình bày giống chuyên gia không? Giống không? Cho bạn một tràng vỗ tay đừng lớn đi. Bạn cảm giác như thế nào mà khi khách hàng lần đầu tiên gặp mà nói được như vậy? Bạn cảm giác như thế nào? Sướng. Sướng. Rất sướng. Ok, cho bạn một tay lớn rồi. Các bạn cảm giác nó hiệu nghiệm mà. Yes. Hiệu nghiệm các bạn ơi. Yes. Hiệu nghiệm vô cùng. Hiệu nghiệm vô. Đó là
đi tôi đếm 1, 2, 3 thì các bạn sẽ là gì à?